Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị hấp dẫn cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới lạ hấp dẫn mỗi ngày. Ngay sau đây là những tin tức mới nhất về giàn hài Hoài Linh. Sau 2 năm hạn chế mọi hoạt động showbiz, cuộc sống ở tuổi 51 của danh hài Hoài Linh thay đổi như thế nào? Gác lại mọi hoạt động nghệ thuật, danh hài Hoài Linh có cuộc sống an nhàn và sức khỏe tốt lên thấy rõ. Đến nay, cái tên của đệ nhất danh hài Hoài Linh vẫn khó ai có thể soán ngôi, dù vô số tài năng xuất hiện và nỗ lực khẳng định bản thân. Bởi ở ông không chỉ có cái tâm với nghề, mà còn ở đức độ ứng xử với khán giả lẫn đồng nghiệp. Một thời gian dài, công chúng thấy ông miệt mài xuất hiện phủ sóng khắp các chương trình trên sóng truyền hình. Ông không giấu giếm nguyên nhân bởi ông cần tiền và rất nhiều tiền để xây nhà thờ tổ, một chỗ linh thiêng cho các nghệ sĩ có nơi đi về tịnh tâm mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi với nghề. Sau thời gian cật lực làm việc để có tiền xây dựng nhà thờ tổ trăm tỷ, Hoài Linh đã dừng lại. 2 năm trở lại đây, ông hạn chế tham gia tất cả chương trình như phim ảnh. Hiếm khi nào bắt gặp ông tại các sự kiện của showbiz. Người ta đặt dấu hỏi, đệ nhất danh hài Việt Nam sống thế nào tại nhà thờ tổ với niềm vui là thú điền viên hay những tràng vỗ tay của khán giả. Trong dịp Tết vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có dịp tái ngộ khán giả với vở kịch Ra Riêng Anh Cưới Em tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm ông đứng trên sân khấu phục vụ khán giả. Ông tâm sự, cái này đúng là cực nhưng tôi không có cách nào khác, tôi thấy vui và đã với nghề. Cuộc sống của đệ nhất danh hài Việt Nam trong thời gian ở ẩn vô cùng giản dị và kín tiếng. Ông dành toàn bộ thời gian chăm chút nhà thờ tổ từ những việc giản dị nhất như trồng cây, thu hoạch rau củ. Hoài Linh dành nhiều tình cảm cho thiên nhiên. Đầu tháng 1 năm 2020, anh có dịp đến làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp và thích thú khám phá hồ sen. Hoài Linh chia sẻ rằng cật lực làm việc để hoàn thành tâm niệm xây dựng nhà thờ tổ. Khi ước nguyện hoàn thành, Hoài Linh dần rút lui khỏi chương trình, nhường cơ hội cho đàn em, tập trung nhiều hơn cho ngành sân khấu. Bên cạnh đó, Hoài Linh dành nhiều thời gian cho bản thân và sống vì mình nhiều hơn. Ông có thời gian về Mỹ thăm các anh chị em ruột. Ông tham thú nhiều nơi mà trước đây chưa từng đến, như lần hiếm hoi nghỉ dưỡng tại Maldives. Ông chịu ăn mặc trẻ trung hơn. Có thể thấy, năm danh hài thoải mái, vui vẻ hơn hẳn. Chứng mất ngủ của ông dần cải thiện và việc ăn uống nghỉ ngơi, điều độ nên sức khỏe tốt lên thấy rõ. Mới đây nhất, Hoài Linh xuất hiện trong hội chợ nhưng không phải để biểu diễn. Ông bán châm hương để thực hiện tiếp công tác thiện nguyện. Đúng như lời em ruột của ông là nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Anh Linh giờ tốt lắm, anh rất khỏe và vui hơn. Anh dành nhiều thời gian cho mình và được nghỉ ngơi thực sự. Có lẽ khán giả sẽ tiếc vì hiếm thấy danh hài Hoài Linh nhiều như trước. Thế nhưng với ông, sự nghỉ ngơi và an nhàn ở tuổi 51 hiện tại cần thiết sau quãng thời gian quá miệt mài với đam mê nghệ thuật. Giải mã nguyên nhân có được sự thành công của Hoài Linh ở showbiz Việt. Có nhiều vai diễn hay, hát không dở, sự duyên dáng thì vô đối, tất cả đưa Hoài Linh thành người chọc cười được yêu thích bậc nhất của làng hài Việt. Ai từng xem Hoài Linh diễn đều phải đồng tình danh hài có cái duyên trời cho ai nấy hưởng. Cũng câu nói ấy, cũng dáng ngồi ấy, cũng điệu bộ ấy, qua cách thể hiện của diễn viên khác chưa chắc khán giả đã cười. Nhưng nếu là Hoài Linh, người ta sẽ cười ngả cười nghiêng, cười như là được mùa. Nói như vua Hà đất Bắc Xuân Hinh, Hoài Linh có sự tài hoa. Trong khi nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái khẳng định Hoài Linh có lối diễn gần gũi, dân dã, đậm chất Nam Bộ. Có lẽ chính sự kết hợp giữa tài hoa, dân dã đưa Hoài Linh lên đỉnh cao sự nghiệp, dù so với các danh hài khác, anh không phải người được học hành bài bản. Không học hành bài bản. Hoài Linh từng hơn một lần thành thật rằng anh không phải là người được đào tạo bài bản về diễn xuất. Không qua trường lớp, không được chỉ dạy về khuôn vàng thước ngọc của sân khấu, cũng không đi lên từ chính kịch như nhiều danh hài đương thời. Thay vào đó, nam nghệ sĩ đi lên từ bản năng về diễn xuất. Và đến tận bây giờ, lối diễn của anh vẫn thiên về bản năng. Quan sát kỹ, không khó nhận ra, Hoài Linh không có nhiều kỹ thuật trong diễn xuất. Cách diễn không dụng công, đài từ, giọng nói không tròn trịa như những người học hành. Nhưng cái duyên nét trên mặt, biểu cảm diễn xuất thì không thể phủ nhận. Chính sự duyên dáng bản năng mà không phải người học hành nào cũng có ấy, đưa Hoài Linh vốn chỉ là người điều khiển chương trình tiệc cưới, bất ngờ được một nhà viết kịch chọn mặt gửi vàng, và từ đó Hoài Linh lên như diều gặp gió bên Mỹ.
Thực ra Hoài Linh nổi tiếng ở hải ngoại trước khi về Việt Nam, nhưng anh thực sự xây dựng được danh tiếng, vị thế, sức ảnh hưởng khi về nước và trở thành cây săn hải ăn khách của sân khấu Nụ Cười Mới. Các vai diễn của Hoài Linh tại sân khấu này đã giúp anh đoạt nhiều giải thưởng. Cũng từ đây, nam danh hải thực hiện nhiều live show như Bí Mật Bật Mí Bị Mất, Những Tên Cướp Vùng Biển Caribe, Hoài Linh Cung Phu, Hoài Linh Kỳ Án, Chàng Khờ và Kẻ Lưu Manh, Đời Bạc Lắm, Kệ Cười Trước Đã. Hoài Linh góp phần không nhỏ vào giai đoạn thành công rực rỡ của sân khấu hài trước khi chuyển sang giai đoạn bùng nổ game show, hài kịch trên sóng truyền hình. Nam nghệ sĩ trở thành một trong những vedette của làng hài. Đến nay, anh là nghệ sĩ hiếm hoi, vẫn đều đặn có live show riêng, bán được vé và vẫn được yêu thích. Diễn không như diễn. Đặc trưng của Hoài Linh là lối diễn hài tự nhiên, diễn không như diễn, không cầu kỳ tô vẽ cho diễn xuất của mình. Nghệ sĩ ưu tú Trần Minh Ngọc từng đánh giá Hoài Linh vận dụng cái duyên sân khấu để ngẫu hứng. Diễn thông minh, biết tung hứng, biết tương tác với khán giả và tương tác với cả chính đồng nghiệp. Vì giỏi tương tác, Hoài Linh dễ tung hứng với bạn diễn, anh đóng với ai cũng hợp. Nam nghệ sĩ từng gây ấn tượng khi đóng với vua hài đất Bắc Xuân Hinh trong Sử Chửa Hoàng, dù trước đó người ta vẫn hay đặt hai danh hài lên bàn cân, cho là 1-9-1-10. Anh cũng để lại dấu ấn mạnh về hài khi hợp tác trí tài, hai người trở thành bạn diễn ăn ý suốt nhiều năm trong các dạng vai khác nhau, từ bạn bè, thông gia, thậm chí vợ chồng tình nhân. Ngoài các bạn diễn nam, Hoài Linh ăn ý với nhiều gương mặt diễn viên nữ như Hồng Vân, Thúy Nga, Việt Hương. Như một gam màu trung tính, Hoài Linh dễ kết hợp với bạn diễn, không bị ngợp, không bị lệch tông, tôn bạn diễn nhưng vẫn giữ được nét diễn của mình. Một trong những nét diễn ấy là cười cùng khán giả. Nhiều câu thoại do chính Hoài Linh nói ra, như khi khán giả cười, anh cũng cười. Có người gọi đó là cười mồi, tức một kỹ thuật biểu diễn, nhưng cũng không ít người đồng tình. Hoài Linh đã đóng hai vai trò khi diễn xuất, vừa là diễn viên vừa là khán giả. Bởi lẽ đâu có ai cấm diễn viên không được cười với tình huống gây cười mà chính mình tạo ra. Đa năng, đa tài. Giả gái không phải là độc quyền của Hoài Linh vì nhiều danh hài Việt cũng thành công nhờ đóng vai nữ. Như sở dĩ Giả Gái được xem là thương hiệu của Hoài Linh vì anh duyên nhất và Giả Gái cũng đẹp nhất khi hóa thân làm nữ giới. Dáng người thanh mảnh, đôi mắt lúng liếng giúp những vai nữ của Hoài Linh chinh phục được số đông công chúng. Dù cũng có thời điểm anh bị cho là đóng quá nhiều, lạm dụng và hơi thô. Đáng nói, dù ghi dấu ấn với Giả Gái, không có nghĩa danh hài bị chết vai. Anh đóng vai ông lão nhà quê, vai cha già, ông thông gia, thậm chí gã ăn xin giàu có cũng đều chiếm được tình cảm của khán giả. Hoài Linh từng có sự linh hoạt trong diễn xuất. Ngoài hài kịch, Hoài Linh tham gia nhiều dự án điện ảnh, có những bộ phim không thành công, nhạt nhòa, nhưng có những vai diễn ghi dấu ấn như ông Tư Lành trong Dạ Cổ Hoài Lang. Dù đâu đó vẫn có người cho rằng Dạ Cổ Hoài Lang phiên bản điện ảnh quá kịch, nhưng sự lột xác về diễn xuất của Hoài Linh là không thể phủ nhận. Với Tư Lành, khán giả thấy một góc hoàn toàn khác trong diễn xuất của Hoài Linh. Hoài Linh không chỉ là một nghệ sĩ hài. Nói về sự đa tài của hai lúa Hoài Linh, không thể không kể đến việc anh có hát được. Nhưng không phải kiểu hát nghe được mà là hát hay. Anh hát được cải lương, dây ca nam bộ, bolero, thậm chí nhạc trẻ đều ổn. Nhiều tác phẩm của anh trở nên sinh động hơn nhờ lồng ghép với âm nhạc. Hoài Linh cũng là người hiểu về đời sống âm nhạc và thực sự cho thấy là một người đau đáu với nhạc truyền thống, trong đó có cải lương. Những ví dụ như dẫn chứng, những nhận xét của Hoài Linh về cải lương khi làm giám khảo, gương mặt thân quen suốt nhiều mùa là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Đau đáu như là tằm rút ruột nhà tơ với nghề, với nghiệp thì thành công danh tiếng là tất yếu. Tài sản cách xù nhưng hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh ngoài đời sống thế này. Cuộc sống phía sau ánh hào quang của hai tên tuổi nổi đình đám bậc nhất trong làng hài khiến nhiều người tò mò. Nam danh hài Hoài Linh được coi là một đại gia ngầm trong làng giải trí Việt. Mới đây anh tiết lộ với người anh em thân thiết, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, căn phòng gồm bộ sưu tập trầm hương quý giá, ngay tại Tư Gia. Khi bước vào căn phòng, Mr. Đàm trầm trồ không ngớt vì độ hoành tráng của những sản phẩm trầm hương quý được khắc tỉ mỉ kỳ công. Hoài Linh cho Đàm Vĩnh Hưng xem chiếc vòng trầm hương có giá hơn 2 tỷ đồng. Năm ngoái, ngoài chạy show, Hoài Linh chơi lớn bán trầm hương tại Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi, thành phố Hồ Chí Minh. Nam danh hài chủ yếu giới thiệu về bộ sưu tập mình yêu thích, nâng niu tới khán giả hâm mộ. Hoài Linh còn là người bỏ ra cả 100 tỷ để xây dựng nhà thờ tổ nghề. Sở hữu khối tài sản cách xù, nhưng Hoài Linh giản dị ngoài đời thường. Khi đi làm giám khảo game show, anh vẫn mặc áo bà. Hình ảnh chân chất gắn bó với làng quê khiến nam danh hài được khán giả ngưỡng mộ.
Được coi là người đàn anh dạy cho Mr. Đàm cách chơi kim cương, nhưng Hoài Linh chỉ thích ăn những món dân dã như cá khô. Nam danh hài không xài hàng hiệu, chỉ thích những thứ gì giản dị. Ngoài Bắc, một nam danh hài nổi tiếng khác đó là Xuân Hinh, cũng có khối tài sản rất khủng. Ngôi nhà cổ ở quê của nam danh hài được xây sửa trở thành một không gian cổ kính. Căn nhà cổ trị giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh là nơi nghệ sĩ Xuân Hinh rất yêu thích, thường lui tới mỗi khi không phải chạy show. Căn nhà trên phố ở Hà Nội là nơi vợ chồng nam nghệ sĩ sinh sống. Xuân Hinh là người chồng rất chiều vợ khi anh mua đồ cổ đắt tiền tặng bà xã. Túi hàng hiệu đều dành cho vợ, còn anh vẫn luôn chân chất. Nam danh hài có niềm yêu thích với đồng hồ nên hay sắm nhiều loại đồng hồ khác nhau có giá hàng chục triệu trở lên. Nam danh hài cũng đi xe sang để tiện di chuyển mỗi khi nhận show. Ngoài ra, Xuân Hinh được khán giả yêu mến vì có lối sống gắn bó với làng quê. Nam nghệ sĩ cũng không ngại vất vả hay là ăn vội mỗi khi bận quay show. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.